Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra trong 2 ngày, 5 và 6 tháng 6, nhằm rà soát lại cơ sở vật chất và các khâu chuẩn bị phục vụ kỳ thi. Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra tại một số điểm thi. Qua kiểm tra, các đoàn đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi được các địa phương, điểm thi chuẩn bị chu đáo. Điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu bố trí 33 phòng thi chính và 2 phòng thi dự phòng. Đây là điểm thi của 773 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Gần 100 cán bộ, giáo viên và các lực lượng hỗ trợ được phân công nhiệm vụ giám sát, coi thi, đảm bảo an ninh trật tự cho điểm thi này. Năm nay thì trường Nguyễn Huệ sửa trường cho nên là mượn điểm thi của Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Tại điểm thi thì cơ sở vật chất đã chuẩn bị sẵn sàng. Là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất toàn tỉnh với gần 1.200 thí sinh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến tại phường 12 thành phố Vũng Tàu được Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ với gần 150 người. Nhà trường đã bố trí 51 phòng thi chính thức và một phòng thi dự bị. Các trang thiết bị giám sát đề thi, khu vực thi đều được chuẩn bị chu đáo. Cái số lượng thí sinh năm nay thì tăng hơn so với năm ngoái, thì nó cũng có một chút áp lực. Nhưng mà về công tác chuẩn bị thì chúng tôi cũng đã có thời gian chuẩn bị, thì tôi nghĩ là cũng đã sẵn sàng hết rồi. Cho nên là cho đến thời điểm này thì là ổn hết. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, toàn tỉnh có hơn 16.300 học sinh dự thi, trong đó hơn 1.000 thí sinh đăng ký thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Ngành giáo dục đào tạo đã thành lập 28 điểm thi với hơn 700 phòng thi. 1.500 cán bộ giáo viên được điều động tham gia coi thi, chấm thi. Lực lượng công an, dân quân, y tế, phòng cháy chữa cháy, điện lực được điều động hỗ trợ phục vụ kỳ thi khoảng 300 người. Đến thời điểm này thì các trưởng điểm đã báo cáo về đã sẵn sàng các cái điều kiện cũng như các cái yếu tố là đúng quy định, đúng quy chế. Ngày mai, mùng 5 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 chính thức bắt đầu. Buổi sáng, thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe quy chế thi. Buổi chiều, thí sinh sẽ thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.